Hà Audio Hải Phòng xin chào toàn thể anh em. Hôm nay Hà Audio Hải Phòng xin giới thiệu với anh em một cặp loa BMB 252V. Xin mời quý vị và các bạn ngắm qua nhé, các tuyến loa nhé. Mình quay rất chậm từng chi tiết một. Xin mời quý vị và các bạn anh em ngắm loa chép này, loa bát này, xịn zin nguyên bản hết nhá. Tí nữa mình mở nội thất cho anh em ngắm qua đôi này. BMB 252V, đôi loa này đang có chiều hướng là tuyệt chủng các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, đôi này bây giờ xịn zin nguyên bản là rất hiếm. Nói thật với quý vị và các bạn cùng anh em là mình tuyển chọn được đúng một đôi duy nhất. Đôi này bây giờ giá thị trường bây giờ hơi cao. Đôi này ghép với boss thì một cặp song sinh luôn nha quý vị các bạn nhé. Hai cặp BMB 252V này đánh cũng không hay. Hai cặp loa boss đánh cũng không hay. Quý vị và anh em cứ ghép một cặp này và một cặp boss, boss gì cũng được. 301 Sergi 3, 301 Sergi 301 Sergi 2 hoặc 4.2 hoặc 301 Sergi 4. Quý vị ghép vào vừa nghe nhạc hay vừa hát hay. Quý vị ghép cùng với cục đẩy cũng được, mà âm ly cũng được. Quý vị ghép cục đẩy lên ghép với QSC hoặc là Crown thì phê hết lớp luôn. Xin mời quý vị ngắm chính diện. Một lần nữa mình quay rất chậm. Bốn quả tép zin nhé quý vị các bạn nhé, không lai đâu. Hai quả bát cũng zin. Bát bên trong của nó phải có thông số là 2522. Và tép cũng thế, tép cũng 2522. Made in Japan, sản xuất tại Nhật nhé quý vị các bạn nhé. Xin mời quý vị ngắm trên nóc này, đằng sau này, hậu này, vách này. Mình quay rất chậm. Xin mời quý vị ngắm này, model CS252V, trở kháng 8 ohm, input max 250W, sản xuất tại Japan. Đây là cầu loa. Con dưới thế nào? CS252V cũng thế. Số seri của chiếc dưới 8380581. Seri của chiếc trên 8380581. Con này trùng seri, trùng cặp. Đấy nha quý vị nha, có một vết ở đây, xước xước ở đây, mình sẽ ế cho, chấm lại cho tí sơn là đây là hết, duy nhất một lỗi đấy thôi, với một cái nước sần sòn đấy nữa, mình chấm cho tí sơn đây là hết. Còn không quý vị cầu kỳ thì mình chấm cho, không cứ để nguyên được, nguyên bản, thùng vách, quý vị nhìn này, vách này. Vách nhá. Vách nhá. Đấy. Rất đẹp.
mình quay rất chậm. Mình mời tất cả các anh em cùng quý vị xem các tiếng loa. Quý vị và anh em chờ chút, mình sẽ mở nội thất con đề ra cho quý vị và các bạn anh em cùng ngắm. Mời tất cả các anh em xem qua nội thất của con BMW 252V xịn này nó như nào nhé. Từ bát này, nắm từng chiếc bát một nhé. Có ký hiệu là BMW PA2520 Made in Japan. Bên này nào, BMW cũng thế, bên này cũng thế nha quý vị các bạn nhé. Con này là trùng cặp nhá, trùng cặp bát với nhau đấy. Quý vị xem cái xương của nó này, nhện này đấy. Xương của xương bộ đội ấy. Anh em hay gọi là xương bộ đội. Xương chiếc bên này cũng thế, cổ keo còn nguyên zin luôn. Anh em xem qua phân tần bên trong này. Phân tần có một con chở sứ và hai cái tụ, thế thôi, rất đơn giản. Bông tiêu âm này, bên này cũng thế, có một tụ con chở sứ trắng và hai cái tụ thôi. Bây giờ xem từng chiếc bát một nhá, à từng chiếc, xin lỗi quý vị, xin lỗi anh em, từng chiếc tép một. Tép này PMA 2522 Made in Japan. Tép này, xong con trung này, trung nó có một cái phễu này, anh em nhìn chưa, đấy cái cổ phễu này, ngửa lên xem nào, cũng 2522 Japan, thế là thông số là cũng đúng giống con kia. Tiếp tục sang cặp này, đôi này, con này, con chép này, lệch nhau nhé quý vị các bạn nhé. Chép bên này thì chép bên kia nhé, cũng thông số nào, PMA 2522 Made in Japan. Xem con chung bên này, đây cũng thế nhá quý vị các bạn nhá. Đấy, toàn bộ mình vừa review cho quý vị và các bạn xem một cặp loa 225V như nào rồi. Quý vị và các bạn xem nhớ đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình nhé. Mình cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và hẹn quý vị và các bạn ở clip sau. Xin chào quý vị và các bạn.